Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Thanh. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video nói về cái chủ đề là store bị chết. Thì trong năm vừa rồi thì có rất là nhiều bạn bị cái tình trạng là store bị chết mà không lý do, cũng như là không có email thông báo, cũng như là nêu rõ cái lý do là tại sao mà store đang hoạt động nhưng mà bị dừng hoạt động của thằng Shopify. Thì cái nguyên nhân thì thằng Shopify thì nó không công bố cho chúng ta đâu, cho nên là mình sẽ đưa ra một số cái góp ý cho các bạn để các bạn tránh cái tình trạng bị chết một cách vô lý như vậy. Và khi mà các bạn không may mà bị chết ấy, thì mình có thể là mình gửi email và có thể là được hỗ trợ restore lại cái store của mình. Thì các bạn lưu ý này, thì cái thằng 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 Shopify đợt vừa rồi ấy, tại vì là có rất là Shopify đợt vừa rồi thì có rất là nhiều kiểu là năm năm vừa rồi là bùng nổ ấy, nên là rất là nhiều người tạo store, sau đấy là kiểu là dùng dùng thử ấy, dùng thử 30 ngày 60 ngày nhưng mà họ không mang hiệu quả cao ấy, dẫn đến là tạo store rất là tràn lan, cho nên là cái thằng Shopify là nó siết chặt cái chính sách là yêu cầu là bây giờ là store các thứ thông tin về địa chỉ hoặc là thông tin người dùng các thứ là cần phải chính xác, và chính xác để nó siết siết chặt hơn đấy. Vì vậy khi nên là có rất nhiều bạn là mình lập store kiểu là để những cái thông tin địa chỉ, nó ví dụ như là để thông tin địa chỉ ngày xưa ấy, ngày xưa năm ngoái thì có thể là mình để thông tin địa chỉ này, cái store address này, ví dụ mình ở Việt Nam mình có thể là để ở Mỹ, hoặc là mình cái thông tin này mình có thể để một cái người dùng khác vào số điện thoại các thứ này. Đấy. Không không cần phải là Mỹ, không cần chính xác, nhưng mà bây giờ thằng Shopify nó yêu cầu là cái luật mới của nó yêu cầu ấy, là chúng ta phải cung cấp cái để mà hạn chế cái tình trạng dead store nhá. À, để store dừng hoạt động ấy, thì các bạn nên cung cấp cho nó cái địa chỉ này, store address này, thông tin này. Chính xác thì cái thông tin này chính xác thì mình sẽ lấy ở đâu, thì các bạn sẽ lấy thông tin chiếu theo cái phần phần mà khi mà các bạn tạo store ấy, address này trong thiết lập này, thì mình sẽ để cái thông tin theo cái chứng minh thư hoặc là cái giấy tờ của các bạn ấy, theo địa chỉ luôn, hoặc là địa chỉ công ty của các bạn, địa chỉ theo chứng minh thì để theo chứng minh thư đấy. Đấy thì các bạn sẽ để theo cái thông tin chứng minh thư của các bạn đấy, khi mà các bạn tạo store này, store address này, được chưa? Thì cái này, cái mục đích của cái này thì nó sẽ gửi những cái hóa đơn khi mà các bạn là nó sẽ liệt kê ra cái địa chỉ của mình ra cái hóa đơn, khi mà các bạn thanh toán nó sẽ trả tiền Visa theo tháng, hoặc là các bạn sử dụng app ấy trả tiền thì nó sẽ dựa cho cái hóa đơn này, cái thông tin của cái store của mình cung cấp để nó điền thông tin vào khi mà cái hóa đơn nó được xuất ra. Đây này, chỗ cái phần pin link này, các bạn này. Pin link này là cái phần mà khi mà các bạn add cái card của các bạn, cái cảng của các bạn vào ấy, thì đây này, đấy. Nếu mà các bạn ở trong này các bạn để cái địa chỉ là US đúng không? Mà ở ngoài này này, các bạn để này là để Việt Nam này, là hai cái địa chỉ này, cái thông tin pin link nó với cái địa chỉ khác nhau, là dẫn tới cái tình trạng là nó thông tin không chính xác, người không chính xác, để dẫn tới là chỉ cần các bạn sử dụng một hai lần thôi là nó phát hiện ra, thì nó sẽ cho cái store của bạn là theo dạng là fake thông tin đấy, lại không chính xác, không khớp, không trùng khớp, hay là nên là nó sẽ siết chặt. Đây là các bạn lưu ý này, cái thông tin phần là add credit card với cái phần là store address này, các bạn cần để đồng bộ giống nhau nhé. Đấy, ví dụ là ở Việt Nam thì ở trên này thì Việt Nam thì đấy, các bạn ví dụ có những cái bạn ở nước ngoài làm ở quốc gia nào thì thẻ visa các bạn làm ở quốc gia nào thì mình sẽ điền đúng thông tin đấy, thông tin thẻ visa là quốc gia lập cái thẻ visa đấy nhé, cần phải chính xác thông tin này, không là các bạn có thể là ví dụ mình có thể là một hai lần mình qua được thôi, nhưng mà để làm lâu dài thì các bạn cái thông tin này các bạn nên để chính xác nhé. Đấy, đấy là cái lưu ý để tránh cái tình trạng mà các bạn bị chết cái store. Một cái thông tin nữa là một cái nữa là các bạn lưu ý là sử dụng những cái link trial ấy. Cho hiện nay thì có rất là nhiều cái link trial, thì mình sử dụng 60 ngày, trước đây thì đúng là đợt 60 ngày là
bây giờ các bạn mà sử dụng Blink 60 ngày là khả năng anh khá là cao, tại vì khá là nhiều những người sử dụng cái link đấy. Thực ra thì nếu mà các bạn xác định làm lâu dài với số vai thì 1 tháng cái chi phí 29 đô thì nó không phải là nhiều, và mình có thể là mình đăng ký trực tiếp cái link của thằng Shopify này đấy. Nó cho dùng 14 ngày, hoặc là các bạn có thể là khi mà các bạn đăng ký 14 ngày xong ấy thì mình có thể là mình email cho thằng Shopify chat với nó và bảo xin hạn mức lên 1 tháng. Đó, thì nó vẫn đồng ý, nó ok đâu mà, với điều kiện là các bạn phải mình phải add thẻ Visa vào rồi đấy. Mình ví dụ là mình các bạn add thẻ Visa vào rồi và được trial 14 ngày, sau đấy là các bạn muốn nâng cái ngày lên trial lên đấy, thì đấy thì PMO thì các bạn chat với nó và xin thì nó sẵn sàng nó cho thôi, mình đã sử dụng rồi thì nó sẵn sàng nó cho mình thôi đấy. Ok, thì đấy là cái lưu ý khi mà các bạn điền cái thông tin store nhé, để tránh tình trạng bị chết. Một cái nữa lưu ý là xử lý cái trường hợp khi mà bị chết store. Nếu mà các bạn điền được đầy đủ thông tin chính xác như này mà vẫn bị chết store thì cách xử lý như nào? Cách xử lý đơn giản nhất hiện nay ấy, là các bạn chat trực tiếp, các bạn sẽ gửi email, sử dụng cái email mà các bạn lập lập store đấy, bạn gửi email cho nó, và các bạn ở trong đấy thì các bạn sẽ ghi đầy đủ thông tin là địa chỉ này. Sau đây các bạn chụp cái thông tin chứng minh thư của mình đây. Đấy, các bạn chụp lên và chụp cái thẻ Visa nữa. Các bạn chụp thông tin cái mặt trước của thẻ Visa lên và gửi cho nó nhá. Gửi cho nó thì đấy thì nó sẽ xem xét và nó sẽ, nếu mà thông tin địa chỉ của bạn khớp với cái thông tin về Visa các bạn áp vào thẻ vào trong trong store, cũng như là cái địa chỉ nó chính xác, địa chỉ trên chứng minh thư nó chính xác với cái address store ấy, thì nó sẽ trong vòng 24 giờ nó xử lý, nó sẽ mở cho bạn. Mình đã mở ra cho một số bạn rồi, là chỉ cần up đầy đủ thông tin, cung cấp đầy đủ thông tin cho nó là nó sẽ mở cho mình đấy. Đấy là những store thông tin chính xác nhé. Còn nếu mà các bạn fake ngay từ ban đầu rồi thì gửi nó không không giải quyết được cái gì đâu đấy, thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Ok, thì vừa rồi thì mình vừa mới hướng dẫn các bạn cách để hạn chế chết store Shopify trong năm 2018. Đấy, đây là những cái lưu ý mà các bạn mới bắt đầu, những người mới bắt đầu làm Shopify thì các bạn nên dành thời gian để xem video này. Thì hiện tại thì bên mình đang có cái chương trình khóa học của Shopify này dành cho người mới bắt đầu trong năm 2018, thì bên mình đã cập nhật những cái update, những cái kiến thức mới nhất trong năm 2018 để các bạn có thể là làm dropshipping hiệu quả nhất với Shopify rồi. Thì các bạn có thể vào trực tiếp trang Shopify khóa học shopify.com để các bạn có thể tham khảo. Đấy, đây là cái nội dung mà mình muốn PI một chút. Thì cái video ngày hôm nay thì mình xin phép tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Chúc các bạn sức khỏe.